một chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu với những bài tân cổ giao duyên ngọt ngào cùng nhiều ca khúc trẻ trung sôi động, đặc biệt với vở cải lương Ngọc Hoàng Hạ Giới Trần Gian quy tụ nhiều tài danh sân khấu. Chỉ đạo nghệ thuật đạo diễn Quốc Tính, dàn dựng chương trình đạo diễn nghệ sĩ ưu tú lịch sử, chỉ huy đêm biểu diễn nhạc sĩ Đặng Sơn Thủy cùng sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng, nghệ sĩ Thế Sơn, nghệ sĩ Trúc Ly, nghệ sĩ Phi Hải, nghệ sĩ Kim Hiền, nghệ sĩ Chí Tuân, nghệ sĩ Hoa Biển, nghệ sĩ Hoàng Thanh, tài năng trẻ Hằng Ni, nghệ sĩ Nhất Phương, nghệ sĩ Ngọc Xanh, tài năng trẻ Hùng Vương, nghệ sĩ Kim Quý, nghệ sĩ Hoàng Thái Hùng, nghệ sĩ Bảo Trân, ca sĩ Anh Quý, MC ca sĩ Kim Ngân, MC ca sĩ Hoàng Công, ban nhạc Tùy Sáng, vũ đoàn Hương Phù Sa cùng vũ đoàn Hương Tràm Kít trong chương trình Xuân Đất Việt Tết Quê Hương, đặc biệt chương trình không bán vé sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 21 tháng 12 âm lịch tại Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm, ngày 3 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 22 tháng 12 âm lịch tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thành, ngày 4 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch tại Trung tâm Văn hóa Hùng Vương, ngày 5 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 24 tháng 12 âm lịch tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, ngày 6 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 25 tháng 12 âm lịch tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuyên, ngày 7 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 26 tháng 12 âm lịch tại Ủy ban Nhân dân xã Định Bình, ngày 8 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 27 Tết tại công viên 30 tháng 4 thành phố Sóc Trăng, ngày 9 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 28 Tết tại trung tâm văn hóa huyện Thanh Trì tỉnh Sóc Trăng, ngày 10 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 29 Tết tại khu hành chính huyện An Minh tỉnh Kiên Giang, ngày 11 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 30 Tết tại quảng trường tượng đài huyện Nam Căn tỉnh Cà Mau. Vậy ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng bào đồng chí và các bạn cùng đón xem và cổ vũ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời và kính mời.